Mẹ con đi hút thuốc rồi. Mẹ đi hút thuốc? Dạ. Mẹ đi hút thuốc, mẹ có dặn chiều mà có về sớm á thì ở nhà. Ở nhà con cháu. Ở nhà gì? Ở nhà coi cháu. Anh là người thân mẹ tên gì con? Dạ chị Son. Anh là người thân của chị So đúng không? Dạ bây giờ chị So đang ở đâu anh? Dạ. Hút thuốc ở đâu anh? Núi nào ta? Núi bà ở bên Châu Đốc á hả? Châu Đốc chỗ nào anh? Ngay chùa bà luôn ha. Số bà thầy đó không ta? Không có xin số điện thoại. Có mấy người ở đây làm sớm ở đây người ta có xin tự đi luôn vậy đó. Tự đi. Ừ. Rồi người ta chỉ thì mình rồi không biết số điện thoại luôn sao đây? Không, mình đi mình hỏi người ta. Mình hỏi người ta lần lần á. Rồi cái mình đi vô đó, mình hốt. Có nghĩa là chị biết địa chỉ của bà thầy đó rồi. À. Rồi chị kêu ông xe ôm chở theo cái địa không, chỉ người ta chị. Biết á, mình ta đã biết rồi mình đi mình hỏi lần lần theo gì nè. Là người ta biết mà ai biết? Cái ông xe ôm đó, ông biết rồi cái ông. Sao ông chị bệnh của chị mà ông xe ôm không biết? Không, ông biết mà ông chở người ta đi qua đó mà. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ sẽ thay mặt cho Mạnh Thường Quân để lên hỗ trợ cho bé Hóa. Một cậu bé mà đẩy cháu của mình phải đi bán vé số mưu sinh ngoài đường á. Tuy nhiên thì trong lúc tụi em đăng anh em đăng clip lên á thì có một số luồng thông tin rằng á là mẹ của bé không có lo làm. Thấy con mình ra ngoài đời xã hội để mà mưu sinh. Đây là một cái câu chuyện cũng khá là bất ngờ. Thì mọi người cứ nói rằng là có một số người ta thấu hiểu cuộc sống của gia đình của bé cũng có. Và hôm nay thì mình muốn lên đây để tìm hiểu sự thật đó. Để trước khi trao số tiền của Mạnh Thường Quân cho bé ha. Chanh. Chanh. Sáng giờ bán được nhiêu rồi? Bán chừng còn 50 mấy vé lận. 50 mấy vé? Ừ. Hồi sáng con đi vô bán cái đường có chút xíu nhà mà có người mua không? Có. Sao đi bán đường lớn á? Đi ra đường lớn thì không có mua thì mua ít. Còn mình thì đi đường này thì nó mua nhiều. Rồi xuống đây, ngồi xuống đây. Con đi hồi sáng mấy giờ? Đi hồi lúc 6 giờ. Dạ hả? Đi 6 giờ sáng đến giờ? Dạ. Sao bữa nay lấy có 100 vậy? 100 vé rồi, hôm nay bán hơi chậm. Chờ chậm. Còn nhiều tờ nữa? Còn chờ 5 mấy vé nữa. Hôm nay lấy bao nhiêu hộp vậy? 150. 150 trứng. Đâu? Sáng giờ bán được nhiêu rồi? Bán cổng hôm qua với hôm nay luôn. Nhiêu rồi? Chưa tính được. Ừ. Hôm qua có ai điện thoại cho mẹ con không? Có. Ừ. Có ngày hôm qua có cái kênh kia chạy từ Sài Gòn về. Ừ. Chú đó quay YouTube hay là giúp đỡ? Quay YouTube. À. Con cũng cái có quay hay con? Ừ. À. Mà từ Sài Gòn về. Ừ. Từ Sài Gòn về giúp đỡ con. Giúp đỡ con? Dạ. Giúp đỡ con với mẹ? Dạ. Ừ. Vậy là cũng mừng rồi. Có mấy chú giúp đỡ cho em cũng đỡ. Gì? Có mấy chú giúp đỡ cho em con cũng đỡ nha. Con xích lại, nói lớn lên tí xíu chú nghe không được. Có mấy chú giúp đỡ cho em thì con đỡ. Dạ hả? Dạ. Không giúp đỡ thì cũng phải cũng tự kiếm sống được đúng không? Không gần nhà còn nhiêu tiền? Cũng còn 300-400 ngàn. Nhiêu? Cũng còn 300-400 ngàn để dành tiền không à. Sao 300-400 là sao? Chú kia giúp đỡ rồi hôm trước có cô mê gửi nữa. Sao còn 300-400? Còn tiền thuốc mang chứ. Ừ. Vừa gửi xong là mẹ con vừa chạy đi mua thuốc rồi. Hôm nay mẹ có nhà không? Mẹ con đi hút thuốc rồi. Mẹ đi hút thuốc? Dạ. Mẹ đi hút thuốc, mẹ có dặn chiều mà có về sớm á thì ở nhà. Ở nhà con cháu. Ở nhà gì? Ở nhà coi cháu. Còn nếu mà đi về trễ thì còn nếu mà mẹ ra hơn thì mẹ về sớm thì mẹ coi cháu giùm. Đi hút xa không con? Không đi. Mẹ hút thuốc thường thường lấy cũng cả tuần lễ mà lấy cho mẹ đi hoài à? Quán quá nha.
lâu lâu hôm này uống 3 uống tuần thì chưa hết thì đi hốt chỗ này. Mẹ ngày nào cũng đi hốt thuốc hay sao quá? Dạ. Mẹ ngày nào cũng đi hả? Đây. Đi hốt thuốc đi. Mẹ đi hốt ở đâu? Không biết luôn. Mẹ ấy là mẹ của Hóa, nói với Hóa là mình hốt thuốc thôi chứ Hóa cũng hỏi. Hốt hốt. Nhưng mà thường thường gì mẹ con xách thuốc gì về, thuốc Tây hay là thuốc Nam? Cái thuốc mà phơi khô không. Con cũng không hỏi đúng không? Dạ. Cái thuốc đó của người lớn người ta đâu có nói. Mấy cái thuốc đó là dành cho người lớn chứ mình đâu có biết đâu. Dạ. Mình đâu có biết đâu. Dạ. Mẹ con không có nói luôn. Dạ. Mẹ đi từ sáng đến chiều mới về. Dạ. À. Có một số người nói là mẹ của con á là có thường xuyên có nhậu nữa, có không? Dạ không. Không hả? Dạ. Mấy người đó nói người ta là mấy người đó nói ghen tị. Ghen tị? Dạ. Trước đây chú quay thì có một cái chú khác quay nữa đúng không? Dạ. Chú đó là có cho tiền mẹ con nữa đúng không? Dạ. Cho nhiều lắm đúng không? Dạ. Bao nhiêu con nhá? Nó khoảng chừng 17 triệu. 17 triệu? Dạ, từ nước ngoài gửi về. Mẹ con sử dụng số tiền đó làm gì? Khám bệnh. Khám bệnh? Dạ. Cái vô tình bữa đó đó, mẹ con để tiền ở trong cái ví á. Cái sao á, cái nó rớt mất tiêu luôn. Mất nhiều? Không biết luôn. Mẹ con đâu có nói đâu, mẹ con sợ. Mẹ con sợ là buồn. Mẹ con sợ con buồn cho nên mẹ đâu có nói. Mẹ con nói với con là rớt mất tiền ha. Dạ. Nói rớt mất tiền. Vậy là thường thường sáng mẹ con mấy giờ mới đi không? Chừng 7, 8 giờ là mẹ đi. Đi đến mấy giờ mới về? 5 giờ chiều. Không biết nữa. Rồi đi bán gì là con phải về con tự nấu cơm ăn luôn. Dạ. Rồi đói bụng rồi sao? Tự nấu cơm ăn, có hộp dịch ở nhà. Ngày nào chị bác về là cũng tự nấu cơm ăn chứ. Bán về là cũng phải tự nấu cơm ăn. Dạ. Mẹ thì để cho mẹ nghỉ, chứ đâu có để cho mẹ làm thì cực nhọc đâu. Trước đây mẹ có đi nằm bệnh viện không? Hả? Không hả? Dạ, tại vì mẹ con nằm bệnh viện thì nó tốn tiền rất nhiều. Cũng gần 1 triệu mấy. Mở chính con bị kinh cọ rồi cũng đi nằm bệnh viện cũng gần 1 triệu mấy. 1 triệu mấy được 17 triệu trị hết liền gì? 17 triệu đó cũng đủ 1 tuần là khám bệnh à. Là mẹ con chạy vô hút thuốc Nam, cây dữ. Con có thấy mẹ con nấu thuốc Nam không? Dạ có. Ngày nào cũng nấu hay sao? Dạ. Ngày nào cũng nấu. Có khi mà bữa quên thì ban đêm thì canh giờ để nấu. Ừ. Nấu bằng bếp lửa. Mẹ con đi khám bệnh bằng phương tiện gì? Xe ôm của cái chú kia. Xe ôm? Dạ. Chở ra bệnh viện cái ở đó, cái chiều mà gặp người quen về thì quá gian. Mẹ con ngồi xe được hả? Dạ. Ngồi được có xíu cũng hơi ngần nè. Mẹ con bây giờ đang đi khám bệnh ở chỗ nào con cũng không biết luôn. Dạ. Mẹ con dặn cho. Sáng giờ con ăn gì chưa? Dạ rồi. Con ăn gì? Dạ cơm từ thiện. Cơm từ thiện? Dạ. Ai cho? Cái cô kia cho. Ăn chay hay mặn con? Mặn. Con mặn hả? Dạ. Rồi cháu? Cháu cũng mang theo. Cháu cũng mang theo luôn. Dạ. Ở trên đấy bọc gì đây? Bọc. Bọc đựng gì con? Bọc dịch. Đựng hộp dịch. Hả? Bọc đựng hộp dịch. Bọc đựng hộp dịch với lại miếng cơm, miếng thịt còn kìa đúng không? Dạ. Hai chú cháu ăn không hết miếng thịt. Con nói là chú hỏi thật con, cái này con trả lời thật nha. Dạ. Trong nhà con ngoài con với mẹ con ở ra với cháu con ra còn ai nữa không? Dạ. Sao chú nghe một số người bình luận là nói có người nữa. Thật
cái rồi rất nhiều người nói vậy đó, rồi con cũng đâu có để ý đâu chứ. Con chỉ lo đi bán thôi chứ con đâu có biết đúng không? Dạ. Mẹ thì mẹ nói mẹ đi khám bệnh thì con cũng đâu có biết gì đâu. Dạ. Đúng không? Dạ. Chứ thằng Nga thì con là người đi kiếm tiền để về nhà trả hiếu cho mẹ với lại nuôi cháu mà. Dạ. Rồi bây giờ chú hỏi con nè, hôm dạ. trước là chú nghe là con bị giật vé số hả? Không, mà con bị người ta lừa. Sao bị sao? Là bữa đó là con bán 100 tờ. Ừ. Mà con bị con hôm kia hỏi sang số không, con nói có, chú sang bao nhiêu? Nói lớn lên. Con nói có, chú nói sang bao nhiêu, con nói là sang 20 vé. Thì con đang cũng đang cần người sang số. Sang sao chú đó đếm sao đó, rồi dính bốn mươi mấy vé của con luôn. Dính 40 mấy vé, cái từ đó về sau đó, con hết gặp chú đó luôn. Nhưng mà sang thì cũng phải trả tiền chứ con... Có trả tiền rồi, chỉ trả tiền sang mà còn tiền dính thì chú đó cũng chạy mất tiêu luôn. Đó con còn nhiêu vé mà dính thì sao mà bốn mấy vé dữ vậy? Còn chừng 100 vé. Tại vì từ đây lên chợ con muốn là cũng còn nhiều. Buổi sáng hay buổi chiều con? Buổi sáng. Buổi sáng? Dạ. Tại sao buổi sáng mà con lại đi sang số cho người ta? Tại vì á là con bán sợ hết. Con chạy số chậm nhất á. Cái con bữa ngày nào con cũng chạy về trễ chứ. Con còn quá nhiều sợ không? Từ đây lên chợ muốn là ít người mua nhiều đó, cái cũng sang lại cho ta một ít. Buổi sáng thì con bán, con thường thường con nói con bán 100-120 mà sáng sớm thì con sang người ta 40 rồi. Cái đó thì nó hơn sang, là sang 20 vé. Gần đi nửa đường thì mới gặp. Họ bán được cũng có 10 vé à. Bán được có 10 vé ta cũng hỏi sang mình cũng sang. Vậy là ngày hôm đó con bị lừa bao nhiêu tờ? 40 mấy vé. 40 mấy vé lần đó chứ. Nó nhiều, số tiền nó cũng nhiều nữa. Nhưng mà dính thì dính là 5-10 vé thôi chứ sao dính 40 mấy vé không? Ta đếm cái lúc mà cô cũng có khách lại mua á. Ta đếm lâu lâu mà người ta không thấy con để ý á, người ta rút người ta bỏ vô túi. Mấy bữa trước con cũng bắt cái ông kia nữa, mà ông kia ông lấy con. Mấy bữa trước con bắt ông kia ông lấy con 2 mấy vé. Ông chối lẹ rồi, từ đó sau cũng hết gặp ông luôn. Con bị tên tiếng đường con đi bán này á? Dạ. Trên tiếng đường đi bán gặp rất nhiều. Mấy vé là 400 mấy rồi. Dạ. Mấy cái người đó cũng rất mấy cái người bán vé số cũng 60 mấy vé lận. Mấy người kia cũng bị luôn hả? Dạ, chứ không phải một mình con. Cái chú đó chạy với xe gì? Có đi hai người, một người đi bộ, một người đi xe đạp. Người đi bộ thì thường xuyên thì hay lẩn quẩn ở chợ Cần Muốt. Còn cái người đi xe đạp thì lẩn quẩn ở ngay cái đường vắng á. Để có gì rút số thì chạy kịp. Con nghe rất là nhiều người kể lại luôn. Người ta nói cái ông chạy xe đạp thì người ta ông rút nửa tay của ta rồi. Còn mà khóc đi bộ thì chơi nửa cây số của ta luôn. Hai ông đi thịt nhau. Con đọc chữ được mà đúng không hả? Dạ. Con có coi clip mà có chú quay về con lên không? Đâu có ai bắt cho con coi. Đâu ai bắt cho con coi. Ừ. Người ta nói chứ nè. Người ta nói là người ta gần ở sớm á. Ta nói là hoặc là người ta nói là mẹ của con đó là không đi bán phụ con mà để con để cháu vậy á, không thương sao, bệnh đau thần kinh tổ có gì đâu mà nặng mà lại để cho con để cháu bán vậy, thì vậy là chắc không thương con rồi, thì kiếm chuyện đi từ sáng đến chiều, người ta nói vậy đó. Dạ, kiếm chuyện con. Người ta nói là mẹ con kiếm chuyện đi làm biếng đi từ sáng đến chiều, thì con nghe vậy con thấy sao? Người ta kiếm chuyện con á để cho con không có được ảnh hưởng. Người ta coi mấy cái người đó là mấy bữa trước á, cái vụ mợ ba con cho con cái tô canh rồi cái bà kia ở ngoài sớm người ta nói á,
là tại sao mà không cho con bả mình lại chơi với bà Mừ. Cái bịa chuyện là bà Mừ bả đổ tô canh này nọ đó, người ta bịa chuyện đó, cái mẹ con đâu có hay đâu. Rồi chừng nào rồi mới nhận ra thì là ở dưới người ta biết hết trơn luôn. Chú nghĩ vậy nè, những người mà khổ như con như thế này nè là người ta thương lắm, người thương nhà con không có nhà nữa, người thương mẹ con là bệnh nữa, con phải ra đường con đẩy cháo đi bán vé số, thì xã hội mà ai không thương nhau được, thấy con được giúp thì mọi người mừng. Trong khi này con không có nhà thật mà tại sao người ta lại bịa chuyện cho con khổ thêm, chứ trong khi đó người ta biết con rất là khổ. Thì chú thấy một lần là chú kia là ngưng nhận tiền Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho mẹ con nữa, thì con nghĩ sao về vấn đề đó? Ta bị chuyện rất nhiều chứ. Ở vòng vòng shop đó, ta ghét con. Làm gì người ta ghét con? Con khổ mà sao mà cô chú anh chị mọi người đã thắc mắc cái vấn đề đó. Lâu lâu chỗ này hết thuốc, chỗ kia người khám bệnh soi, rồi hỏi những bác sĩ coi đỡ chưa. Thôi bây giờ chiều nay á, chú lên đây á, là để ghé thăm mẹ con. Thì mua sữa cho cháu của con với Trọng kìa. Thì bây giờ còn nhiều bán vé số, lấy cho chú 10 tờ đi rồi con đi bán đi. Và chiều nay con mới về đúng không? Dạ. Khi về rồi mẹ của con là mới về đến nhà đúng không? Chú không muốn trao tiền cho con lý do là con phải đi bán vé số nữa. Gửi tiền nhiều thì không được. Nên là nữ là con điếm cho chú 10 tờ nha. Mấy bài gọi lại đây nè, bán số họ ai nào không này. Có nhỏ cháu, em cũng cần cái năm vậy. Rồi chiều nay nè về nhà rồi xong rồi chú alo khi nào về đó, có mẹ ở đó nhà. Ừ. Chú gặp mẹ ha. Ừ. Gặp mẹ thì đỡ. Chứ là do chú mẹ con lưu buôn công chuyện. Chú thắc mắc gì nè, thường ngày là điện thoại mẹ con giữ đúng không? Dạ. Sao hôm nay mà điện thoại con giữ? Mẹ sợ rồi, mẹ sợ con đi rồi con điện người nhà không có được á. Sợ con rồi có chuyện gì xảy ra rồi, rồi cũng đâu có biết đâu. Rồi nếu như mà con có sự cố con sẽ điện cho ai? Điện mẹ. Bây giờ mẹ điện được không? Cũng cũng bấm số điện thoại mẹ cho chú đi. Con điện mẹ cho chú, cho mấy chú nó được không? Sao vậy? Số nó không có nhớ. Hả? Số không có nhớ, mỗi khi con sự cố làm sao mà con điện mẹ con được? Mẹ con phải có lưu chứ. Sự cố thì con điện cho cái chú chính của con để điện nhắn máy vào mẹ con. Điện cho chú chính của con đi, rồi chú xin số điện thoại mẹ. Con có lưu số điện thoại mẹ trong máy mà đúng không? Dạ. Làm sao? Con không nhớ nữa. Con nói sao hết? Mẹ con đang làm việc, mẹ con dặn là không có cho số lại chưa. Con sao con nói rõ gì chứ được không? Mẹ con dặn là không có cho số. Không cho số mẹ hả? Dạ. Bây giờ con điện mà mới biết đâu. Chiều con mới điện được, mẹ dặn. Buổi sáng, buổi trưa rồi mới điện. Mẹ dặn sáng trưa rồi mới điện. Dạ. Ủa tại sao mẹ đi hốt thuốc mà chỉ điện mẹ có công việc thôi, làm gì mà mẹ phải dặn là sáng trưa không điện? Công việc đó là mẹ con đang bận, đang làm việc á. Cái chú điện bất ngờ á, rồi mẹ con cũng đang ký giấy á, rồi mẹ con ít bắt máy nữa. Thôi bây giờ như thế này nè, các chú muốn điện gặp mẹ để hẹn mẹ về sớm thôi, chứ không có chuyện gì. Bây giờ con á, điện mẹ cho chú gặp mẹ nói chuyện tí xíu, tại nhà các chú nhà xa, nên là nữ là muốn gặp mẹ để mà gỡ cô chú anh chị gỡ ủng hộ cho mẹ được không? Con nhớ có đem theo điện thoại của cái gì? Đem theo điện thoại của chị Tư điện rồi. Con nói sao hả?
trong số máy của chị Tư con có cái số điện thoại thôi của mợ chính. Con nói là con đem theo cái điện thoại để có khi sự cố là mẹ con nói là con điện cho mẹ đúng không? Dạ. Thì bây giờ là con điện cho mẹ đi, cái chú gặp mẹ cái được không? Để con điện, con lấy máy của mợ chị. Con điện cho mẹ luôn đi. Dạ, con lấy máy của chị Tư điện mới được. Máy của Tư để như vậy. Máy của chị Tư như vậy. Chị Tư là sao với mẹ con? Chị Tư là cháu của mẹ con. Ừ. Chị Tư bây giờ mẹ. Con điện, máy đó của chị Tư đúng không? Dạ. Rồi bây giờ con điện cho mẹ đi. Ở nhà xa, nhà có chú xa. Đây đây đây, chú bấm nha. Cho mấy số mò bấm mà. Đây đây đây, chú nghe nha. Búa lại. Là chậu chính con. Rồi số mẹ đâu? Số mẹ điện cho trong máy đó, mẹ dặn đó. À, vậy là mẹ dặn không điện trực tiếp cho mẹ đúng không? Ừ. Alo. Anh là người thân mẹ tên gì con? Dạ chị Son. Ừ, anh là người thân của chị So đúng không? Dạ bây giờ chị So đang ở đâu anh? Đang chở đi hút thuốc gặp mình. Dạ. Hút thuốc ở đâu anh? Hút thuốc bên núi đây là. Núi nào ta? Núi Bà. Núi Bà. Núi Bà ở bên Châu Đốc á hả? À. Châu Đốc chỗ nào anh? Ngay núi Bà luôn á, ngay Bà. À, ngay ngay chùa Bà luôn ha. À. Mấy giờ mình mới về tới anh? Không biết tới nào luôn á. Ủa ông thầy là hút bị kinh tọ hay là bệnh phụ nữ anh? Bà. À em hiểu rồi. Chị là không biết khi nào về hả? Dạ. Em anh ở đó là em qua được không ta? Dạ. Ở chỗ nào gửi cho em qua được không? Ngay cổng Bà nè, ngay Bà nè. Ngay cổng Bà ở đó là chưa biết khi nào về, bây giờ em chạy qua được không? Không biết đó, mình để coi bả chút nữa mà nó phải ra rồi chút đó. Số điện thoại của chị anh có không? Không, cái điện thoại đó của bả đó. Dạ dạ dạ. Rồi em hiểu rồi. Nè nè, chú gửi. Chú đó là sao quá? Chú đó là mở cậu chính của con á. Cậu gột con hả? Cậu họ bên dòng họ nội. Sao nó mẹ đi hốt gần mà bây giờ mẹ đi tới Châu Đốc luôn hả? Con thì con không biết đúng không? Dạ. Mẹ con nói là hốt thuốc đó thôi là. Rồi chú hiểu rồi. Thôi con đi bán đi, để ô trưa rồi. Khi nào về thì mẹ về thì alo cho chú ha. Cũng có một số cô chú muốn hỏi thăm con, sức khỏe con với mẹ á ha. Mày nhớ về alo cho mấy chú ha. Ừ. Rồi. Thế bỏ.